Xin chào anh em. Video này mình sẽ giới thiệu anh em bộ sản phẩm tay đòn thương hiệu V2. Mã sản phẩm là Calisto. Đây, bộ V2 29D045. Bên trong thì bao gồm đầy đủ các chi tiết phụ kiện, tủ điều khiển. Đây là tủ điều khiển. Bộ này là bộ động cơ 230V. Tủ điều khiển này. Đi kèm nó sẽ có cạc thu phát và tay điều khiển. Đây là bộ cảm biến an toàn, bóc cảm biến an toàn đây. Đó. Cảm biến an toàn. Đây là bộ cảm biến an toàn. Theo nó là tài liệu hướng dẫn. Và đây là hai cánh tay đòn chính. Nhấc lên. Nhấc cánh tay đòn lên. Đây có bản mã đi theo và cơ cấu khóa chìa, tủ điều khiển, tủ khởi động. Đó. Đây. Em bỏ cái giấy ra. Em bỏ cái này ra, nhấc đi. Bỏ cái bọc này ra. Đấy. Nhấc bỏ đi. Rồi. Đây. Bộ tay đòn này có thể kéo tải trọng 400 cân. Kéo tải trọng cho cánh cổng 400 cân. Động cơ 230V. Tiêu chuẩn kháng nước là IP44. Công suất 250W. Đó. Điện áp cấp vào là 220. Nó thuộc dạng piston. Dạng khiển này, cạc thu phát, cạc cảm biến khóa cơ, đấy, tất cả trong này. Chìa khóa cơ dạng lục năng. Rồi, và tụ khởi động. Ok. Vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu anh em đầy đủ một bộ động cơ tay đòn V2 Calypso, bao gồm những chi tiết như ở trên video. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Cần liên hệ đặt hàng thì anh em để lại bình luận dưới video hoặc liên hệ số điện thoại mình để ở phần mô tả video. Rồi, xin chào anh em.